Hôm qua ngày 21 tháng 5, đoàn công tác của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với huyện Quảng Sương về tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Huyện Quảng Sương hiện có 12 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, Quảng Sương phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện cũng đã đạt 4 trên 9 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại huyện đang nỗ lực hoàn thành với quyết tâm phấn đấu được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Đoàn công tác của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục, đồng thời định hướng các giải pháp cho huyện Quảng Sương triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, huyện cần phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao trên phạm vi toàn huyện, nhất là phong trào làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp bên cạnh đó, các sở ngành liên quan tiếp tục đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn để huyện Quảng Sương hoàn thành tốt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.